xử lý ngay câu toán đại học trong vòng 30 giây chỉ bằng máy tính Casio. Đề bài như sau: Cho biểu thức P bằng căn bậc 6 của x nhân căn độc 4 của x mũ 5 nhân căn của x mũ 3 với x lớn 0, mệnh đề nào dễ đúng? Và cách bấm máy của chúng ta như sau. Bước 1 là các em nhập log x của biểu thức P là đề bài. Bước thứ hai là em CLC x bằng 2, các em bấm dấu bằng là sẽ ra đáp án. Nào, cùng thử nhé. Đầu tiên các em nhập biểu thức vào nhé. Bấm log này, log này, x của này, căn bậc 6 đúng không? Căn bậc 6 này của x nhân với cả nhân với cả căn độ 4 đúng không? Căn độ 4 của x mũ 5. x mũ 5 này nhân với cả căn của x mũ 3 đúng không? Căn của x mũ 3. x mũ 3. Rồi, ấn dấu bằng phát này. Ấn dấu bằng. Thì kết quả sẽ là 7 phần 16. Vậy thì các em khoanh vào đáp án nào có 7 phần 16? Vậy đáp án gì nhỉ? Đáp án C. Vậy thì các em cùng thử xem câu ở dưới đáp án là gì nhá.